Ở đây là nhà lớn như vậy, chứ là cái lồng riêng mà học sinh nó mời nó ngày hôm qua thì chung bằng hàng mà chung bằng cái lồng riêng này. Là một chiếc ghe đã có nguồn gốc lịch sử hơn 100 năm và người dân thường gọi ở đây chính là ghe Sắm. Dạ, em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại trong video mới của em. Lời đầu tiên em chúc cô chú anh chị và các bạn cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và hiện thời nơi em đứng đây chính là 2 giờ chiều tại Long Sơn Nhà Rớn thuộc về Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đây chính là khu di tích Nhà Lớn Long Sơn. Thì cô chú anh chị và các bạn biết là chỉ còn trọn vẹn 2 ngày nữa là đến đại lễ trùng cũ năm 2022 sau 2 năm dịch không được tổ chức hoành tráng tại Long Sơn Nhà Lớn. Thì tại Long Sơn Nhà Lớn trong một năm có 2 đại lễ lớn, đó là vào tháng 2 và tháng 9. Tháng 2 là vào ngày 19, 20, 21, 22 là lễ giỗ của ông Trần. Và hôm nay chính là ngày mùng 6 cho đến ngày mùng 9 là diễn ra lễ hội trùng cũ tại Long Sơn Nhà Lớn. Tại vì sao mà em chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn một cái mối đạo tại Long Sơn Nhà Lớn Bà Rịa Vũng Tàu? Thì em thấy đây là một cái mối đạo khá là phù hợp với em và cũng khá là đặc biệt với mọi người. Nên vào dịp lễ 2022 lễ trùng cũ tại Long Sơn Nhà Lớn, em lặn lội từ miền Tây ra đây để chia sẻ cho mọi người xem một cái mối đạo khá là tuyệt vời. Thì cô chú anh chị các bạn biết là đạo ông Trần. Đi đến đây thì mình có thể gọi là đạo ông Trần, người ta cũng vẫn biết, hoặc là đạo ông Nhà Lớn thì người ta vẫn biết. Nhưng đặc biệt hơn, cô chú anh chị các bạn biết ông Trần là một trong những người xứ sở ở Hà Tiên, Kiên Giang. Vào thời khởi nghĩa chống Pháp, thì ông là một trong những môn đồ của Đức Bổn Sư. Do thời không thạnh nên ông cùng với mọi người, hơn 20 người, đóng một chiếc ghe gọi là ghe Sắm. Đó, là di chuyển từ Hà Tiên, Kiên Lương cho đến Long Sơn Nhà Lớn. Đi đến đây để khai khẩn đắc quan, vừa làm vừa tu. Do ông có sức khỏe vô cùng, làm lao động thì đầu trần chân đất, nhường áo lại cho những người yếu hơn mình.
nên đến bây giờ có một cái biệt danh gọi đó là ông Trần. Và khi ông tịch rồi thì bây giờ mọi người vẫn còn lưu trữ gọi là đạo ông Trần, chứ không phải là đạo của họ Trần các bạn. Và điều đặc biệt hơn, cô chú anh chị và các bạn biết á, là ông tu theo đạo của Đức Bổn Sư là Tứ Ân Hiếu Nghĩa, hay nói chính xác hơn đó là nhân, nghĩa, lễ, chí, tín. Cô chú anh chị và các bạn biết á, ở đây rất là nhiều người theo đạo của ông Trần. Đặc biệt ở đây là khoảng 50% là mọi người tín ngưỡng tôn giáo của ông Trần, hay còn gọi là đạo ông nhà lớn. Thì mọi người là mặc bộ đồ bà ba đen với trước ngực là 5 nút thắt thể hiện cho nhân, nghĩa, lễ, chí, tín. Đầu thì bới tóc, râu thì để dài, không sắc, không màu, không hình, không tượng, không chuông, không mỏ. Đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thì có cờ Phật giáo Hòa Hảo trong những ngày đại lễ. Đạo Cao Đài thì có cờ của Cao Đài. Nhưng đặc biệt ông tu theo lối là thuận theo nhà nước. Cái gì nghịch với nhà nước thì ông không làm. Nên những ngày đại lễ như thế này thì ông vẫn thờ và trưng bày một cái lá cờ khá là tuyệt vời, đó là quốc kỳ của Việt Nam chúng ta. Đó là một điều tuyệt vời mà em rất là mến yêu, nên ra đây vào đại lễ trùng cũ 2022 này, sau 2 năm dịch không được tổ chức lớn, nên em cứ quyết tâm ra đây để chia sẻ cho mọi người xem. Đó, đây là đường vào nhà lớn Long Sơn, khu di tích lịch sử được nhà nước chúng ta công nhận đã là một trong những di tích phi vật thể, khá là tuyệt vời không ạ? Dạ, trước mặt cô chú anh chị bạn đây chính là núi Nứa, là một trong những điểm mà ông đã chọn để đến đây khai khẩn đất quan, lập làng, lập ấp và lập ra một cái đạo gọi là đạo ông Trần, hay là gọi là đạo ông nhà lớn. Thì mé bên trái của em và mé bên phải cô chú anh chị bạn nhìn thấy, bữa nay là ngày mùng 6 thôi mà đại lễ chỉ còn 2 ngày nữa mới diễn ra. Nhưng mà bữa nay ở bên trong em thấy là gói bánh quy nè, rồi mọi người dọn dẹp lau chùi này khá là tất bật. Cô chú như bạn nhìn thấy mé bên phải của em thì đi vào mọi người chuẩn bị bán rất là nhiều đồ, đặc biệt là những cái loại ăn chay như mắm ruột các bạn, rồi bánh bao, chả đòn rất là nhiều luôn, nước uống thì vô số. Thì mé bên trái của em cô chú như bạn nhìn thấy chỉ là một gian bên ngoài thôi, còn ở bên trong rất là nhiều gian nữa. Ở đây ông xây rất là nhiều gian các bạn, có là trường học nè, có trạm xá nè, và rất là nhiều nơi nghỉ ngơi cho bà con đi cúng viếng và tham quan. Thì cô chú và các bạn biết là mình đến đây vào những ngày đại lễ như thế này hoặc là những ngày bình thường, mình đến đây đoàn rất là nhiều, thì mình sẽ trình với cô ba, là trình với mọi người ban quản lý bên trong để cho mọi người đến những cái gian hàng như thế này, những cái gian nhà như thế này để nghỉ nè. Và dạ, đây chính là cảnh bên trong nhà khách, em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng tham quan nha. Thì mọi người tề tụ về đây trong những ngày đại lễ và những du khách hành hương tham quan thì sẽ được mọi người sắp xếp nghỉ những cái nhà như thế này. Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy đèn quạt khá là tuyệt vời, nhà tắm, nhà vệ sinh đầy đủ luôn. Đây nè bạn, mình được nghỉ như thế này nè. Rất là nhiều luôn, còn ở bên trong vô số để cho mọi người nghỉ rất là mát luôn bạn. Rồi. Dạ, và đây chính là một trong những di tích còn sót lại của đạo ông Trần. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng tham quan. Đây là một chiếc ghe có nguồn gốc lịch sử hơn 100 năm. Người dân thường gọi ở đây chính là ghe Sấm. Thì ông di chuyển từ Hà Tiên cho đến vùng đất linh thiêng là Long Sơn nhà lớn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì được hai chiếc ghe còn lưu trữ lại, đó là ghe Sấm và ghe Phụng. Tuy nhiên ghe Phụng đã bị do thời gian bào mòn nên đã hư rồi, giờ chỉ còn lại chiếc ghe Sấm. Thì cô chú anh chị các bạn biết đây là một trong chiếc ghe mà được ông di chuyển trên 20 người bằng chèo và hai bờm, đó là gió thổi đi đến đâu thì ông vượt đại dương từ biển Hà Tiên, Kiên Lương cho đến Bà Rịa Vũng Tàu để khai khẩn đất quan, lập nên một cái đạo ông Trần cho đến ngày hôm nay được mọi người truyền tụng và noi theo. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng tham quan. Dạ, và đây chính là những chiếc bánh lái ghe mà tới bây giờ mọi người còn lưu giữ lại các bạn. Đây là chiếc bánh lái ghe khá là tuyệt vời và lớn luôn. Em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha.
Dạ, giờ đây chính là tay lái nào bạn. Thì để em nói lại cho cô chú anh chị bạn cùng xem. Đây là một trong những kỷ vật mà còn lưu giữ lại hơn 100 năm mà ông cùng với hơn 20 người đã vượt biển, vượt đại dương từ Hà Tiên, Kiên Lương cho đến Long Sơn, Nhà Lớn, Bà Rịa, Vũng Tàu để lập làng, lập ấp, tạo ra một mối đạo của ông Trần hay gọi là đạo Long Sơn, Nhà Lớn. Thì đây là một trong những chiến tích còn lưu giữ lại hơn 100 năm của ông. Ông tên thật là Lê Văn Mu nghe các bạn. Nhưng mà em không nói đích danh cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem, tại vì em rất là tôn kính ngài. Em chỉ nói là đạo ông Trần cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem thôi nha. A Di Đà Phật. Dạ, và đây chính là cổng vào của lối đi chính ở Long Sơn Nhà Lớn. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng vào nha. Dạ, khi đi vào bên trong này, cô chú anh chị bạn nhìn thấy mé bên tay trái của em sẽ được cô ba cũng như là một trong những người hậu nhân của đạo ông Trần cùng với bà con cô bác đến đây làm công quả từ thiện, sẽ đãi mọi người bánh trà nước nghỉ ngủ ở trong này rất là tuyệt vời. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn vô bên trong tham quan nha. Dạ, khi vào bên trong hai bên trái và phải của em, cô chú anh chị các bạn nhìn thấy những cái bộ người như thế này. Nó với những cái gối như thế này thì được mọi người được nghỉ nằm nghỉ tại đây. Và bên khu giữa thì cô chú anh chị các bạn nhìn thấy các cô các bà đã chuẩn bị bánh trái trà nước rất là nhiều để đãi cho mọi người. Đây là một trong những mối đạo khá là hiếu khách. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng tham quan nha. Thì xa xa đó cô chú anh chị bạn nhìn thấy chính là núi Nứa. Đó là một trong những cái địa danh mà mình khi đến núi núi Nứa ở Bà Rịa Vũng Tàu là mình nhớ ngay đó là đạo của ông Trần. Giờ đi sâu vào trong một tí nữa thì cô chú anh chị bạn nhìn thấy chính là nhà đãi cơm. Và ở xa xa đó chính là giò dùng cơm. Thì tất cả những ngày đại lễ và những ngày bình thường sẽ được đãi cơm bà con ở nơi này. Cô chú anh chị và các bạn đến đây được mọi người tiếp đãi ăn cần. Còn xa xa nữa cô chú anh chị bạn sẽ đi đến được khâu hậu cần cũng như là khâu nhà bếp. Em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan nha. Dạ, đây chính là giờ dùng cơm. Thì những ngày bình thường cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy đây. Từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đó là giờ từ 7 giờ sáng là bắt đầu có ăn bằng, rồi 5 giờ chiều cũng được đãi miễn phí tại đây. Đây toàn bộ là đãi cơm chay nha các bạn. Còn xa dạ, và đây là cũng gần đến 5 giờ chiều thì em mời tất cả cô chú anh chị bạn đến xem tham quan cái khâu đãi cơm của nhà ăn của chúng ta ở tại Long Sơn Nhà Lớn nha. Thì chỉ còn trọn vẹn 2 ngày nữa là đến ngày đại lễ Trùng Cửu năm 2022. Thì đây là một trong những mâm cơm vào buổi chiều mà ở đây là bà con cô bác đã đãi du khách, đãi mọi người. Thì em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem tổng quan để mọi người đãi hàng ngày như thế nào. Đây là những mâm cơm đãi hàng ngày các bạn, chưa đến ngày đại lễ. Đại lễ thì cô chú anh chị bạn biết là mọi người sẽ cỉnh những loại đồ ăn ở bên trên rồi đem xuống đây đãi cho bà con. Thì em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem tham quan một vòng nha. Đây đây là một trong những món ăn hàng ngày, toàn bộ là ăn chay các bạn. Đó, đây là một trong những món ăn hàng ngày. Đó, khá là tuyệt vời. Thì cô chú anh chị bạn biết là xem trên truyền hình cũng rất là nhiều và xem thông tin vào đại lễ Trùng Cửu tại Long Sơn Nhà Lớn vào những năm trước rồi. Thì ở đây đãi lúc nào cũng có là cái lẩu bạn. Đó. Đây em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem nha. Đây. Dạ, đây là một cái lẩu như này các bạn. Thì bây giờ em mời tất cả cô chú và các bạn đến những nơi khác coi mọi người chuẩn bị như thế nào cho đại lễ 2022 nha.
Dạ, chính đây, đây là một trong những công đoạn chuẩn bị làm nhân bánh quy. Thì cô chú anh chị bạn biết là bánh quy là một trong những loại bánh mà đặc trưng trong những ngày lễ của đạo ông Trần. Bánh quy tượng trưng cho sự quy tụ bà con, quy tụ Phật tử về đây ngày lúc một đông, ngày lúc một nhiều cho đạo ông Trần. Thì những cứ vào ngày lễ là lễ tháng 2, lễ tháng 9 này, thì mọi người cứ tất bật từ ngày mùng 6 rất là sớm đã chuẩn bị nhưng để làm bánh quy. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem công đoạn chuẩn bị nha. Đây rất là nhiều luôn đó bạn. Và bữa nay mới là ngày mùng 6 thôi mà mọi người đã tề tụ về đây khá đông để cúng ông và đặc biệt đi đến tham quan và xem câu chuẩn bị của mọi người vào đợt lễ 2022, lễ trùng cũ. Dạ, thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng với em đến một cái nơi khá là linh thiêng và mầu nhiệm của đạo ông Trần, đó chính là một cái nơi quan tài. Ở đây là nhà lớn vậy, chứ là cái lòng liệt mà học sinh nó gọi là cái áo quan. Ở đây là nhà đạo của chúng tôi, không có chung bằng hàng mà chung bằng cái lồng liệt này, chỉ là bó 4-5 dải đỏ, 4-5 dải trắng, rồi một đôi chiếu cột mình lại năm nặng, rồi để vô đây, dở để vô cũng như cái lồng bàn này, để mình vô, rồi tới khi khiêng có hai sợi dây cột đây đòn nè, khiêng để ra nguyệt, rồi để tấm đệm xuống dưới, rồi dinh mình để xuống, rồi 6 tấm lá đắp lên. Là mới lắp đất lại rồi đem cái này về đồng liệt về. Ai có hồi xưa ông nói như là sống đồng tịch đồng sàn, chết cùng quan cùng quách, nghĩ là ông Phật nói bề hiếu tử tu nhân thật đạo, sát tên cần tứ đại giả thân, ăn của thổ cái cho thân cho thổ, là mình để dùng bằng cái đồng liệt này để mà một ngày chết hai người thì ai thỉnh trước thì được về rồi trả người khác thỉnh nữa. Vậy chúng tôi dạ yeah. Đây là con cháu nếu mà già đạo của ông Trần thì mình khi mình ai vô đạo thì cứ chân phải con cháu ông Trần, đây là bác dạ yeah, ai vào đạo thì nếu mà mất rồi thì sẽ thỉnh cái này để ở đây rồi dùng lớn tặng cho 4-5 dạy đỏ, 4-5 dạy trắng, đồ chiếu lá là hết rồi tấm đệm. Ồ, lá này ý nghĩa như thế nào cô Tấn? Ý nghĩa là ông nói xuống chưa có mấy nhà ở, chỉ là có che mấy lá này ở đỡ, rồi đúng trăm ngày gia đình mình mới đốt kho tiền rồi nhà đó mình mới được lãnh, nghĩa là mình che mấy lá để ở đỡ khi mình mới chết chưa có mấy nhà để ở đỡ. Vậy là lá này là mình ở Long Sơn mình, bà con ở đây là kết để tặng cho bà con thì cái gì người ta cắt về đây ở Long Sơn kết lại. Yeah. Còn đệm này bàn ở dưới xứ gửi lên là Long Sơn mình đương đó, còn chiếu thì ở Tiền Giang dệt tặng cho. Dạ. Một người được mấy tấm lá? 6 tấm. 6 tấm lá. Ừ. Một chiếc chiếu. Một chiếc chiếu rồi một thước 4-5 dải đỏ, 4-5 dải trắng. Còn mình lại một chiếc. Cả đây mình lo hết. Cái này là lá dừa nước phải không cô Tám không? Dạ. Điểm này thì con thấy sao? Điểm là để chạy dưới đất. Rồi mới để mình xuống. Rồi 4-5 dải đỏ, 4-5 dải trắng. Rồi đồng chiếu cột mình rồi mới để vô đây. Rồi cái tới nguyệt thì chạy tấm đệm dính. Rồi mới dinh mình để xuống. Rồi 6 tấm lá chạy lên. Rồi mới lắp đất lại rồi đem về. Rồi để đây. Cái này cái này là mình được bao lâu năm rồi hả cô Tám? Từ ngày xưa ông về đây là ông làm xe cất tới đây thì mình cứ vậy mình làm vậy. Dạ. Có nghĩa là cá quen này là từ hồi thời ông về tới giờ. A Di Đà Phật. Dạ. Con hôm nay nghe ông bà chị bà Tám cũng như là một trong những người rất là hiểu về cái đạo của Long Sơn nhà lớn, đạo ông Trần của chúng ta thì được bà chia sẻ, càng chia sẻ đến đâu thì em càng ngậm ngùi các bạn, càng rất là ngậm ngùi về cái mối đạo của mình. Thì đây là một những thước phim khá là hữu ích và em thấy cũng khá là tuyệt vời được đặt chân đến đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Em cảm ơn bà Tám rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng ủng hộ và đồng hành với em. A Di Đà Phật. Nghĩa là Phật nó nghe lời Phật không điều thất bại, sát tấn cần tứ đại giả thân, ăn cũng thổ với trả thân cho thổ. Muốn mẹ cha qua khỏi lâm kiều, con cháu sống chiều cầu nguyện và bố thí thi ân, khỏi mượn người chơi nghệ thế khác. Nghĩa là em mong khỏi mượn người, mình lại mình xin cha mẹ mình, ông bà mình không có mượn là ở đây không có chết là không có mượn cho chùa đặt mong mong về đặt con lại xin. Con có nghe một cái di tích ở đây nữa là người trong đạo của ông Trần trong vòng 24 tiếng đồng hồ là đúng rồi, chôn đúng rồi, nói 24 tiếng thì chưa tới, nhưng là một ngày đó tới chiều chôn
bởi vì không có hoa này mình chôn, nhưng mà cô bác ở đây người ta đi kết tụng nó bằng ống dài, bánh trà, trái cây đồ lại, chứ còn không mặn con gà, không mặn con vịt, không mặn con gà. À, cũng như ý nghĩa là tử là tán hả bạn? Tử là tán. Dạ, A Di Đà Phật. Mà mặn thuốc chặt nó tội cho người. Dạ. Đang không có mặn gì hết mà đãi cô bác là người ta đi giữ, người ta nhiệt tình, người ta đi mặc áo dài vậy nè, khăn đóng tới người ta lại ông bà cha mẹ mình á, người ta cung kính, chứ còn không có mặn trong mặn heo mặn bò. A Di Đà Phật. Tội. À. Ở đây theo cúng là kêu kỉnh à, đúng rồi, cúng ở đây kêu gọi là kỉnh đó. Dạ. Kêu còn cái lục bình thì kêu bằng sao không? Lục bường. Lục bường, mình né những cái từ. Dạ. À, còn con biết ở đây còn một cái điều đặc biệt nữa chính là cái kho thóc. À, bà Tám có thể dẫn cho con với mọi người cùng xem luôn cái buổi chiều này được không? Vậy đó. Vậy ha. Lên mình tính ăn mình xuống mình dùng cơm. Dạ. Cái thóc. Cái lớn ở đây nè. Dạ. Hai quan mở đất 910 ông bắt đầu xây nhà thánh, đầu trời, đầu tiên, đầu Phật, sáu dãy phố, cổng tâm quan, khu vườn hoa, trở trường học, con xe hết. Là đến 1929 hoàn thành. Và đến 1935 thì ông tịch rồi. Lúc ông tịch ông được 79 tuổi. Năm sanh ông là 1856. Ngày xưa nghe cô bác kể chuyện lại là ông về đây, ông mới khai quang mở đất, ông mới mở đất ra ông trồng lúa, ông mới nhập vào kho. Năm Thìn Bảo Lục có người Tiền Giang, cả bè cây lậy Bến Tre Nhị Bình, rồi ông đói khổ, ông mới xuất mấy chục ngàn gạo ông về ông cứu trợ. Vì lẽ đó mà cũng như đất lạnh im đầu cô bác người Tiền Giang quay về thì ông học đạo, là ông dạy đạo học đạo, làm người làm hiền làm lành đó, cô bác quay về theo ông. Cho nên bây giờ là mỗi tháng 2 chúng tôi cùng chung đóng góp mua 2 chỉ tạ muối về Tiền Giang, người ta tặng tặng ta thúng muối để nước ngọt, người ta tặng ta thúng muối, người ta tặng lại 2-3 dãy muối. Đem về đây mấy chục ngàn nhà giờ để vô, mỗi một năm về là cô ba tặng cho bác tánh nghèo, cho cận nghèo là 2 lần. Tháng 7 là một tặng cho người nghèo, người cận nghèo 15 ký là mấy trăm giả lúa. Rồi Tết lần nữa là tặng cho cô bác, bác tánh người nghèo, người cận nghèo nhé. Giờ đấy lúa còn nhiều. Dạ. Tháng 2 thì về nữa là mình đi về thì chị em tặng lúa nữa. Cô bác mình tặng lúa nữa. Một tháng 2 là chúng tôi về đây đóng góp. Dạ. Con nghe nói đây là một cái kho lúa. À. Đây. Dạ. Trên này. A Di Đà Phật. Ngày xưa ông về ông có cái lắm đó. À. Cái kho lúa này là ngày xưa ông đã từng cứu trợ người Tiền Giang. Dạ. Đó. Bên kia là kho gì bạn? Kho nếp. Bên kia là kho nếp. Đây là kho nếp. Và đây là kho lúa. Dạ. Hồi xưa ông làm cái dạ, theo con tìm hiểu được biết là cái kho lúa này là ông đã cứu trợ người Tiền Giang. Dạ. Là một trong những người bậc tiền bối, thì bây giờ dạ, người ta đã qua đời rồi. Qua đời. Rồi con cháu người ta tưởng nhớ lại công ơn của ông. Dạ, cứ đến những ngày lễ giỗ hoặc dạ, là những ngày dạ, lễ lớn rồi, thì con cháu sẽ gửi lúa về đây. Cũng như là mỗi tháng 2 là cùng chung đóng góp và dưới tặng muối cô bác, rồi cô bác tặng lúa lại. Dạ, ai vậy đâu. Dạ, và ở xa xa đây, cô chú anh chị các bạn nhìn thấy đây là những cái cầu thang như thế này là đi đến lầu trời, lầu Phật, lầu thánh, lầu tiên, được ông xây dựng khá là kiên cố và rất là hoành tráng. Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy đây, đó, ở tầng trên. Thì những cái nơi đó là chủ yếu là những ngày đại lễ mới được cho mình đến tham quan và cúng viếng nha các bạn. Đó, em quay tổng quan cho tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng xem một điều khá là tuyệt vời của đạo ông Trần tại Long Sơn Nhà Lớn. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng tham quan với em ở trong này, cũng hạn chế quay phim chụp hình. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng xem cảnh bát tiên trong này nha các bạn. A Di Đà Phật. Ở trong này thì mình hạn chế quay phim chụp hình nên em cũng rất là hạn chế vấn đề nói chuyện. Em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng xem nha. Dạ, bức tranh này nói lên ý nghĩa như thế nào không ạ? Nó không đuôi rồi, không biết đạo nhà, có con mắt như mình, bức cha à. Dạ, thì giờ này em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng với em đi lên tầng trên là lầu tiên, lầu Phật, lầu thánh. Mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng xem A Di Đà Phật. Dạ, đây là đầu tiên là lầu tiên nha các bạn.
A Di Đà Phật. À, do ở đây là mình hạn và mình hạn chế quay phim chụp hình nha các bạn, à, nên được cô ba cho phép em mới quay những thước phim này cho gửi đến cô chú anh chị bạn cùng xem để mọi người có thể chia sẻ được mối đạo này. Đây là một mối đạo khá là tuyệt vời, em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem. Đây là lầu tiên hả cô bạn? Lầu tiên là thân và thân của ông, là ông thân và thân của ông, cha mẹ của ông ấy. Dạ. Đây là ông là Phật tướng, nhưng mà để cha mẹ tiên. Dạ. A Di Đà Phật. Rồi mình đi tiếp cô. Rồi thì bây giờ đầu tiên là mình cái lầu tiên nha các bạn. Em mời tất cả cô chú Nhật Bản cùng với em đi đến cô 8 để đi xem 4 tầng là tầng trời, tầng Phật, tầng Thánh, tầng Tiên ở trên này. Xa xa đó là núi Nứa đó cô 8. Dạ. Xưa gọi là núi Nứa ở Bạch Trang. Ở bên đó nè cô, ở bên đây là có đầy đủ hết, trạm y tế, trường học, à, nhà, à, hôm qua bà địa nhờ thầy giáo qua dạy cho mở mang kiến thức. À rồi, à, rồi bây giờ là con nghe lời đồn là có một số bà con mà neo đơn rồi không nhà cửa rồi là cũng còn cho tá túc ở đây không cô ha? Hồi xưa có cho mượn căn căn rồi giờ mà khám khá cho mà ngăn có dư rồi bắt đầu khám khá. À trả lại. À có nghĩa là hồi xưa ông cho những người neo đơn, cho những người khó khăn đến đây ở rồi chừng nào khám khá họ ra ngoài nhường chỗ lại trả. Cho đất ra ngoài luôn. À. Diện tích của ông là từ cái thiền đạo lên đền thờ Gia Ngộ là bác hội chính là hội đây không ạ? Dạ. Trong năm 2022 này lễ hội trùng cũ là như thế nào cô Tám ha? Trùng cũ là lễ như thế nào, ý nghĩa như thế nào? Xin cho bá gia bá tánh được mạnh giỏi. Tháng 2 á, cái 50 âm lịch mới là ngày kính ông. À dạ, ngày kính ông. À con hiểu rồi, có nghĩa là lễ này là lễ cầu quốc thế dân an. Quốc thế dân an, à tưởng nhớ lại công đức của ông đã khai làng lập ấp. A Di Đà Phật. Dạ con hiểu rồi. À cô chú như bạn nhìn thấy, à đây là một trong những lễ hội khá là đặc biệt năm 2022 hay còn gọi là lễ trùng cũ. Thì đây, đây là nơi trùng cũ. Cô chú anh chị bạn nhìn đi em, tổng quan từ bên trên nhìn xuống đây khá là tuyệt vời không ạ? À? Em mời tất cả cô chú anh chị bạn đi đến một ngôi thờ khác nha. Mình tiếp tục mình đi đến cô đâu cô Tám ha. Rồi đi đến cầu lầu trời. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng đi thêm. Dạ, à, thì à, tiếp đến một ngôi nữa, em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng với em để đi đến là lầu trời. À, Di Đà Phật. À, đây chính là lầu trời. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng tham quan, tại vì ở đây cũng hạn chế quay phim chụp hình và cũng hạn chế nói chuyện. Em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem tổng quan nha, để mình có thể là phát dương đạo pháp, cũng như truyền bá một cái đạo khá là tuyệt vời ở vùng đất linh thiêng màu nhiệm, là Long Sơn nhà lớn. À, Di Đà Phật. À, con là Phạm Hậu Bối. À, con đến đây để chia sẻ những thước phim này để cho mọi người cùng biết đến mối đạo của mình. À, nhờ ông, à, nhờ Phật, Thánh, nhờ Thần, à, nhờ các đấng chư thần, à, của quyền độ cho con. Đây là một trong những thước phim khá là khó quay nha các bạn. À, cô chú và các bạn cũng gắn thông cảm. Nếu em còn thiếu sót cái gì thì mọi người thông cảm bỏ qua cho em nha. Tại đây cũng khó là rất là khó quay phim đúng không ạ? Em hỏi rất là nhiều, được cô và được mọi người quản lý ở đây cho em mới quay được bạn. A Di Đà Phật. Trước mắt cô chú anh chị các bạn là lầu trời. Thì đầu trời qua bên lầu Phật để không có lầu Phật từ bước chân. Rồi, thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng đến đi đến lầu Phật nha các bạn. A Di Đà Phật. À, trước khi mình đi đến lầu Phật thì mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng với em nhìn lại tổng quan khu trùng cũ, là một trong những khu khá là đặc biệt nơi thờ cúng. Thì bây giờ em đã đi đến một cái lầu nữa, chính là lầu Phật. À, em mời tất cả cô chú anh chị bạn cùng vào tham quan nha các bạn. A Di Đà Phật. Đây là một trong những nơi thờ cúng khá là trang nghiêm và trang trọng, nên em không thể nào nói chuyện nhiều, chỉ quay tổng quan cho tất cả cô chú anh chị bạn cùng xem. A Di Đà Phật. Dạ, đây là một trong những video khá là tuyệt vời khi em đặt chân đến nơi vùng đất thánh của đạo ông Trần.
Thì chắc có lẽ là em sẽ kết thúc video đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em sẽ cập nhật lễ tại Long Sơn Nhà Lớn liên tục cho tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.